Hello anh em, mình lại là Tiến Đạt đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sinh Pro. Dạo này thì anh em sinh viên tấn công mình nhiều quá. Nào là anh em kinh tế này, anh em kỹ thuật này, anh em IT này, rồi là anh em kỹ thuật thích chơi cả game nữa này. Xong rồi hôm vừa rồi là có ông nào hỏi mình nữa là anh ơi, làm laptop gaming dưới 25 triệu mà ngon đi anh. Các bạn có lòng thì mình có ruột vậy. Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngày sau intro nhé. Laptop gaming bây giờ thì nó rẻ lắm các bạn ạ, không như ngày xưa. Cái đợt mà mình mới mua laptop ấy thì cũng thích laptop gaming đúng chứ, bởi vì nhìn nó chiến này, xong hiệu năng nó mạnh này, làm cái gì cũng không phải lo. Nhưng mà toàn trên 30 triệu mà hiệu năng lại còn thua mấy con giá rẻ bây giờ nữa cơ. Nếu mà để gọi là ngon nhất trong tầm giá dưới 25 triệu thì mình có 3 option dành cho bạn. Đó chính là 3 chiếc laptop gaming MSI Bravo 15, Acer Nitronium Tiger và Gigabyte G5. 3 chiếc máy này thì đều là 3 chiếc máy thuần về gaming. Nhưng mà liệu là cấu hình hoặc là hiệu năng của nó có đủ để đáp ứng cái nhu cầu gaming thực sự của anh em hay không? Đầu tiên là với chiếc MSI Bravo 15 2021 này, thì trước đây mình cũng đã có làm một clip đánh giá nó ở trên kênh rồi. Và với hơn 20 triệu thì chúng ta sẽ có một combo nguyên cấu hình đến từ nhà AMD. Đó chính là AMD Ryzen 5 5600H và card đồ họa RX 5500M. Nếu mà tính ra thì đây không phải một cấu hình quá là mạnh mẽ. Nhưng mà các bạn biết rồi đấy, thời điểm năm ngoái là cái thời điểm mà AMD họ cực kỳ tối ưu cho những con chip hiệu năng cao của mình. Và những con chip 5000 series của AMD hiệu năng cao nó đã vả cho Intel một cú cực kỳ đau. Thêm một thứ nữa tăng thêm cái độ xứng đáng để xuống tiền của chiếc máy này, đó chính là về chất lượng build. Và nếu như ở những chiếc máy tiền nhiệm hay là những dòng MSI khác thì anh em hay kêu ca là ọp ẹp này, hay là bản lề nó kém này, thì ở với phiên bản này thì nó đã chắc chắn hơn rất là nhiều rồi, và bản lề cũng đã không còn gặp tình trạng lỏng lẻo hay là yếu kém như trước nữa. Ok, và bây giờ chúng ta hãy cùng test game nhé. Mình có test qua 4 tựa game ở trên chiếc máy này, đó chính là Valorant, PUBG, Genshin Impact và Cyberpunk. Thì với Valorant, chúng ta có được mức FPS cực kỳ cao, dao động trong khoảng từ 150 cho đến hơn 200. Phải nói là mình cực kỳ bất ngờ với con số này, vì mình không ngờ rằng một chiếc laptop gaming chỉ với 8GB RAM mà thôi mà đã cho ra một con số cực kỳ ấn tượng như này rồi. 3 game còn lại là PUBG, Genshin và Cyberpunk thì nhìn chung cũng khá là ổn với mức FPS trong tầm là 60 và hơn 60 một chút. Nhưng mà khi chơi game thì anh em nên để mức cấu hình là medium thôi nhé, để đảm bảo có được trải nghiệm tốt nhất. Còn về nhiệt độ thì anh em khỏi lo đi, bởi vì đây là chiếc máy được trang bị công nghệ tản nhiệt độc quyền của MSI, đó chính là Coolboost 5. Đây này, mình đang chơi mà bật một phát nó giảm gần 10 độ luôn. Rồi là màn 144Hz nữa. Đúng là dùng một thời gian xong mà chả muốn quay về dùng mấy con Ultra Book nữa. Độ phủ màu thì không được cao lắm, chỉ có 65% sRGB mà thôi. Nhưng mà nó mượt đến từng milimét các bạn ạ. Kiểu đây này, kiểu thao tác chuyển động các thứ nó mượt mà chi tiết hơn 6 mét thông thường cực kỳ nhiều ấy. Kích thước 15 inch thì cũng gọi là vừa phải để đem đến một trải nghiệm giải trí nó mắc ping rồi. Thứ hai đó chính là chiếc Gigabyte G5 này. Chiếc laptop gaming đến từ nhà Gigabyte này thì sẽ có cấu hình là Intel Core i5 11400H và card đồ họa RTX 3050 Ti. Đáng tiếc nhất ở chiếc máy này thì không thể không kể đến, đó chính là chúng ta đã được trang bị sẵn 16GB RAM Dual Channel rồi. Và với cái mức giá là 19.990.000 thì không thể phủ nhận được là nó quá rẻ so với những gì mà nó mang lại. Về chất lượng build thì có hơi bị flex một chút ở mặt A, nhưng mà cũng không đến nỗi là quá là ọp ẹp để cho anh em phải lo lắng cả. Nếu mà so với chiếc MSI Bravo vừa rồi thì mình nghĩ là với cái dáng vẻ tinh tế đơn giản và thanh lịch của nó thì nó sẽ phù hợp với những bạn thích chơi game này, nhưng mà lại ưa sự đơn giản và tinh tế. Màn hình 15.6 inch với độ phân giảm Full HD và tần số quét 144Hz. Cái tần số quét 144Hz này thì nó là tiêu chuẩn tối thiểu để có thể gọi một chiếc laptop là gaming rồi, cho nên là nó cũng sẽ giống y những gì mà mình vừa nói lúc nãy ở trên chiếc MSI Bravo 15. Còn độ phủ màu thì nói thật là các bạn đừng hy vọng quá ở trên một chiếc laptop gaming, bởi vì nó cũng sẽ chỉ dừng lại ở con số là 65% sRGB mà thôi. Với chiếc Gigabyte G5 này thì mình có test qua 3 tựa game, đó chính là LOL này, Valorant và cuối cùng là God of War. Thì theo như mình thấy thì LOL nó khá là ổn, FPS dao động từ khoảng 100 cho đến 130, cũng khá là mượt. Valorant thì lúc đầu có hơi giật giật một chút, nhưng mà về sau nó cũng đã ổn định lại ở mức 150 cho đến 200 rồi.
Còn với God of War thì nó thật là mình try hard một chút thôi, chứ mình cũng không kỳ vọng là nó có thể chơi được mượt mà lắm. Nhưng mà nó lại vượt xa kỳ vọng của mình các bạn ạ. Mức FPS dao động trong khoảng từ 55 cho đến 60. Và mình cũng để cấu hình là ở original. Và mọi trải nghiệm chơi đều rất là mượt mà. Mỗi tội là mình chơi hơi gà thôi. Và cuối cùng, chiếc máy đắt tiền nhất và cũng là chiếc máy mang đến cho chúng ta hiệu năng mạnh mẽ nhất, đó chính là Acer Nitro 5 Tiger. Chiếc máy này thì cũng đang được bán chính hãng tại Trình Pro với mức giá là 23.999.000, được trang bị dòng chip mới nhất và mạnh mẽ nhất hiện nay của nhà Intel, đó chính là dòng chip Zen 12 hiệu năng cao, cụ thể là Core i5-12500H và card đồ họa RTX 3050. Chiếc máy cứng cáp hơn, chắc chắn hơn và bản lề cũng không còn gặp quá là nhiều hiện tượng rung lắc nữa. Về màn hình thì vẫn là 144Hz. Đương nhiên rồi. Với Acer Nitro 5 thì mình có test qua một vài tựa game như là Valorant này, Horizon, God of War. Thì với dung lượng RAM mặc định là 8GB thì kết quả cho ra nó không mấy khả quan cho lắm. Mặc dù là không hề gặp hiện tượng giật lag, nhưng mà mức FPS mà mình nhận được nó lại rất là thấp so với những gì mà cấu hình này nó thực sự là phải mang lại. Để mà giải thích cho điều này thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Có hai vấn đề chính dẫn đến cái hậu quả là tụt FPS vừa rồi. Đó chính là chiếc máy này nó không có mắt switch để có thể xuất thẳng hình ảnh và FPS lên màn hình, mà những dữ liệu vừa rồi sẽ đi từ card đồ họa rời qua card đồ họa tích hợp và sau đó thì mới xuất thẳng lên màn hình. Mà card đồ họa tích hợp nó không có bộ nhớ riêng như là card đồ họa rời, cho nên là nó sẽ dùng chung bộ nhớ với lại RAM của hệ thống, mà RAM DDR4 single channel thì lại không có đủ băng thông để làm như vậy. Và từ đó chúng ta dẫn đến hệ quả thứ hai, đó chính là việc thiếu RAM trên những con chip sử dụng Intel Zen 12. Từ lúc mà những con chip Intel Zen 12 hiệu năng cao được ra đời thì các bạn biết rồi đấy, nó đem lại một khả năng xử lý thông minh hơn, nhiều nhân nhiều luồng hơn. Và từ đó thì nó cũng ngốn RAM rất là nhiều. Và 8GB DDR4 nó là không thể đủ được, cho nên là nó gây ra hiện tượng nghẽn cổ chai, tắc RAM. Và nói đây thì các bạn có lẽ cũng đã hình dung ra phần nào cái cách giải quyết của chúng ta rồi đúng không? Đó chính là gấp đôi băng thông lên, lắp thêm một thanh RAM DDR4 8GB bus 3200 nữa và mọi vấn đề đã giải quyết. Valorant thì chúng ta thu được mức FPS gần như là gấp đôi, từ 120 lúc chưa up RAM và bây giờ nó đã lên đến là 200 và có khi là lên đến 230 nữa. Còn với Horizon và God of War thì mình thấy được sự chuyển biến rõ rệt trong hiệu năng luôn. FPS lên khoảng từ 80 cho đến 90 FPS và mình vẫn đang để là original. Và mình vẫn có thể set đồ họa lên cao một nước nữa, nhưng mà nó chỉ ổn định ở 60 mà thôi. Về nhiệt độ thì tất nhiên là hoạt động với cái hiệu suất cực kỳ cao này thì đương nhiên là không thể mát được rồi. Nhưng mà cũng chả phải là vấn đề, bởi vì với hệ thống tản nhiệt mới cực kỳ khủng và to mồm của mình thì Acer Nitro 5 nó không hãm bất kỳ dân chơi hệ hỏa nào cả. Đúng là tiền nào của nấy phải không? Nói chung là để mà đầu tư cho một chiếc máy gọi là chơi game ấy thì anh em đừng có tiếc, cứ ra cửa hàng test xem là chiếc máy đó nó có tải nổi cái tựa game mà anh em muốn chơi không. Có ưng con máy nào thì quất con máy đó thôi. Ok, và ba chiếc máy vừa rồi là ba chiếc máy mà mình cảm thấy là đáng tiền nhất trong phần khúc dưới 25 triệu dành cho laptop gaming. Và nếu mình có bỏ qua điều gì hay là sai sót ở chỗ nào thì hãy nhớ là comment bên dưới để cho chúng mình có thể bàn luận nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.